là nơi luôn luôn trao ta thật nhiều chân ái. Đón xem Gia đình là số 1/3 được phát sóng vào lúc 19:55 từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7, bắt đầu từ ngày 18 tháng 5 năm 2020. Hắt hơi sổ mũi cảm ho, ít nhi dùng sớm con ngoan mẹ mừng. Anh không muốn lập gia đình. Tôi không có thích cô. Mỗi lần gặp cô là tôi gặp phải cái chuyện gì đâu mà. Nhưng mà bây giờ mình lớn rồi, mình cứ làm theo hợp đồng thôi. Chưa, con có đối thủ rồi đó. Minh Thư, hôm nay tôi sẽ là đối thủ của anh. Con lấy vợ xong á, vợ về nhà sẽ chăm sóc con. Con lo cái chuyện coi mắt giùm mẹ được không? Chiều nay con rảnh không? Con không đi xem mặt đâu nha. Ai cũng nói là bất khả thi không làm được. Vậy thì cậu có dám nhận không? Con với mẹ sẽ cá độ với nhau. Ai thua sẽ lau nhà, dọn nhà tắm. Quyết định vậy đi. Sáng giờ điện thoại mày kêu mày nhức hết đầu tao luôn ấy. Tiên rồi. Em biểu qua đây vậy? Em tỏa không chịu về chi? Khi nào tôi thích về thì tôi về. Chồng về rồi nè. Chán thiệt chứ. Anh chán em. Mà cũng 5 năm rồi chưa gặp Nguyệt, không hiểu nó sao rồi nhỉ. Con của tôi sẽ có thứ 3 người ba luôn đó. Chán chơi chú Dương, chú Khả, chú Quân rồi chú Dương. Y chang Nguyệt. Vậy ba chú này gì của mẹ con? À bạn học. Con chơi với mấy chú Quân thấy vui không? Chỉ có chú Dương ít vui thôi à. Cha con với nhau cho nên chơi với nhau hợp quá mà. Tôi đã sai cái tin anh yêu anh là lấy anh đó, biết không? Tao không nghĩ mày làm vậy luôn đó. Không tin mày luôn ý. Mày là con nhà tao, khốn nạn. Gì đâu ngờ thằng Quân là người như vậy. Mẹ biết là con rất là quý con Nguyệt, nhưng mà nuôi một đứa nhỏ không có đơn giản đâu, con hiểu không? Thì ở luôn cũng được chứ sao mẹ, càng vui. Mẹ đã nói là không được mà. Kết quả học tập của con càng ngày càng đi xuống, cho nên á là cô sẽ không cho mấy đứa tụ tập lêu lỏng nữa. Kỳ phải tập trung học hành cho cô. Có thể là món ăn còn ngon, nhưng không phải muốn đưa vô menu là đưa vô menu. Anh cứ làm việc theo lối mòn như vậy thì bao giờ nhà hàng mới phát triển được? Tôi có thể cân đo đong đếm từng con số, cân đo từng khoản thu chi để cái nhà hàng này phát triển. Chú để dặn là không được chạy lung tung mà. Anh để nó đó một mình, lỡ ai bắt cóc nó làm sao? Đào bắp, đào bắp, đào bắp. Đàn ông con trai mà nghĩ phụ nữ hả? Lại. Anh làm gì vậy? Tự nhiên bắt nạt em trai tôi. Cứ dừng lên tivi mới suy nhân chăn chơi được không? Rồi còn cô, có muốn mua gì không? Gì tôi không có quà nữa hả? Dễ thương vậy. Cô thích siêu nhân xanh hay đỏ hay vàng? Lựa cho đậu bắp xong rồi tôi lựa cho cô luôn. Không tốt đẹp gì hết. Bây giờ em đã quyết định trở về rồi, tụi mình có thể cho nhau cơ hội được không? Nhiều người vẫn mãi tìm kiếm nơi đâu bình yên, rồi vô tình quên mất nơi gọi là nhà, là nơi luôn luôn trao ta thật nhiều chân ái. Đón xem Gia đình là số 1/3 được phát sóng vào lúc 19:55 từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7, bắt đầu từ ngày 18 tháng 5 năm 2020. Con chào con tên là Đậu Bắp. À, chào con. Cô là cô Tiên. Con là cô Tiên Nhật hả? Cô tên là Tiên. À, mà không phải là cô Tiên ở trên trển đâu. Nhưng mà con cũng đẹp như cô Tiên trên đó vậy mà. Cái nào của con cũng đẹp nữa. Chứ là Đậu Bắp của con cũng đẹp nữa. À hả? Con nói gì vậy? Cái mũi của con cũng đẹp nữa. Đứng lên đây, đứng lên đây. Nói to rõ cho cô nghe coi. Hồi nãy con mới nói cái gì? Dạ con nói là cô Tiên đẹp, với lại cái đôi của con cũng đẹp, với lại con mắt của con cũng đẹp nữa. Còn gì đẹp nữa không? Gì nữa? Gì nữa? Còn gì nữa hả? Cô đẹp quá à.